Mọi người nhìn món ăn này có hấp dẫn không? Món ăn này chỉ mất tầm 10 đến 15 phút từ khâu chuẩn bị nguyên liệu cũng như là nấu thì mình đã hoàn thành xong món ăn này. Món này thì mọi người nên ăn trong lúc nóng thì sẽ ngon hơn. Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức món ăn này với gia đình mình nhé. Công thức thì mọi người có thể xem chi tiết ở bên dưới video. Cảm ơn mọi người đã đón xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video với nhiều công thức nấu ăn hấp dẫn hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ cùng với mọi người đi làm một món rất là đơn giản và nhanh gọn. Đó chính là món thịt bò xào cẩm. Thịt bò thì mình đã ướp vào đây với gừng và tỏi. Bây giờ mình sẽ bắt lên một chiếc chảo. Đấy, mình sẽ cho dầu ăn vào. Hôm nay thì mình có 3 loại rau. Đầu tiên là dứa, cần tây và nấm hương tươi. Mình sẽ xào. Đầu tiên thì mình sẽ xào cái phần thịt bò trước. Xào đến phần rau. Phần rau thì mình sẽ cho nấm vào trước. Vì nấm thì nó sẽ rất là ngọt. Mình xào để cho nó ra được cái ngọt ở trong nấm. Mình cho vào đây một chút nước. Cho đến nguyên liệu tiếp theo đó là dứa.
xào ở lửa lớn. Cho bò không bị khô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.